trăm người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người nạp cốt vào cái con AT Tiny 13 này. Thì như mọi người biết là con AT Tiny 13 này nó khá là rẻ đúng không, mà hỗ trợ rất nhiều chức năng, mọi người nhìn thấy đâu. Thì đã có một cái video đầu của một bạn xe rồi, khá nhiều chức năng và nó phù hợp với ứng dụng nhỏ. Và nó có thể rẻ hơn 801 nếu mọi người mua số lượng lớn. Thì để nạp được con này mình, mọi người sẽ phải cần mua một cái mạch nạp. Đây, mạch nạp này đúng không? ISP này. Đây, mạch nạp ISP này. Thì mạch nạp này nó hỗ trợ nạp cho người dòng 8051 cộng với lại dòng dòng Avro. Thì để nạp được thì mọi người sẽ quan tâm những cái chân ở trên cái con mạch nạp này và cái chân của con view kiện đúng không? Thì cái chân của cái này nó sẽ có hai hàng, mọi người sẽ để theo chiều này nha, mọi người sẽ có hàng trên này, một cái hàng trên và hàng dưới, và sẽ có hai hàng này. Thì hàng đầu ấy, hàng đầu sẽ ứng với đây, mọi người thấy số 1 này sẽ ứng với chân Moxi này, Moxi là chân đầu tiên này, ở hàng đầu này. Tiếp theo đến chân Not Connect này, mình đang nói hàng đầu trước, hàng đầu, cái hàng đầu của cái dăm này, chân Reset này, chân Clock này, chân Miso này, nó theo nạp này theo chuẩn FBI đúng không? Và tiếp theo cái hàng dưới của cái đây, hàng dưới nó sẽ là VCC này, nguồn này, và toàn bộ ở đây là đất cả. Thì ở đây mình sẽ kết nối với con AT Tiny này kiểu như nào? Thì mình sẽ cần phải kết nối là chân Moxi, đây chân số 1 của mạch nạp này sẽ kết nối với lại chân Moxi của chân số 5 của con chip, con AT Tiny này nó tổng có 8 chân. Mọi người thấy không? Nó sẽ đánh số là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 này. Và mình sẽ đầu tiên là mình sẽ kết nối chân số 1 của mạch nạp ứng với lại chân số 5 của con chip này, ứng với lại Moxi luôn. Tiếp theo là chân NC là Not Connect, bỏ qua nha. Chân Reset, chân số 5 5 đây đúng không? 5 của cái mạch nạp này sẽ ứng với lại chân đầu của thằng AT Tiny này, mọi người thấy nó là một cái chân reset này, sẽ kết nối đúng giống hệt thế thôi, không có gì. Tiếp theo đến chân clock, chân số 7 thì sẽ ứng với lại chân clock của thằng FBI này, tức là chân số 7 của thằng chip này. Đấy, mọi người thấy chân clock này. Tiếp theo là đến chân Miso, Miso chân số 9 của mạch nạp sẽ ứng với lại chân Miso của chân số 6 của view kiến. Đấy, mọi người kết nối. Vậy là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, mình cần 4 cái dây đúng không? 4 dây kết nối cộng với lại cái dây VCC nữa, mọi người cần phải kết nối chân là VCC ở đây sẽ ứng với lại chân số 8 đây, VCC đây. Và chân đất đúng không? Mình lấy chân số 10 chân đất đi. Ở đây có nhiều đất đây đúng không? Mọi người thấy cắm chân nào cũng được, nhưng mà mình thường cắm chân cuối này, chân số 10 này. Đất này sẽ ứng với lại chân chân 4 này. Vậy mọi người sẽ cần phải có những, ở đây mình không dùng cái này đúng không, mình dùng cái dây cắm từng chân chân một đấy. Thì mình sẽ cần phải là một dây này, hai dây này, ba dây này, bốn dây này, năm dây này, sáu dây. Đấy, mình cần sáu dây để có thể nạp được, có thể chạy được. Thì ở đây mình có thể là sâu cho mọi người nhìn thấy được là mình đã cắm đây, mình đã cắm sẵn đây, đây sáu dây. Mình thử nạp và chạy ok, khá ok rồi, mình cần sáu dây này. Ok, thì ở đây sẽ, cái tiếp theo mình sẽ quan tâm là đến mạch nạp, phần mềm nạp. Thì phần mềm này mình sẽ để ở dưới video này. Đây, mọi người sẽ dùng phần mềm này. Khi mọi người bật lên đấy, đây, ở đây mình đang thử một cái chương trình nháy LED là 2 giây, đúng không? 2 giây nháy đảo trên trên 3, đúng không? Trên PP3. Đây chân P3 này, đây mình muốn đảo chân này. Đây mình đang để 2 giây. Ví dụ mình để lại 1 giây đi. View này. Đấy mọi người bật cái này lên. Mọi người chọn chip của mình muốn nạp vào. Ở đây mình đang dùng con AT Tiny 13 thì mình sẽ chọn con này. Mọi người sẽ kích vào đây và nhìn thấy được cái sơ đồ kết nối của nó đây. Moxi này ứng với Moxi của MCU này đúng không? Mình xuống này, đây là mạch nạp này. Thì chân reset này, chân clock này, miso này.
đất này, mọi người thấy chân 10 đất và chân 4, 6, 8 nó sẽ là not connect nha. Ở đây để not connect nhưng mà thực tế trong ảnh của mình là mình lại thấy là nó đề là đất cả đúng không? 4, 6, 8 mọi người nhìn thấy đất này. Thì mọi người đất đấy, mọi người nối với chân số 10 là chắc ăn nhất đúng không? Đây mọi người sẽ đối với chân số 10 và 4, 6, 8 này mọi người bỏ qua. Đúng không? Thế nên là mình sẽ cần là 6 giây đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, ok. Khi mọi người kết nối xong thì khi mọi người cắm mạch nạp ấy thì cái này biểu tượng này sẽ sáng lên. Chưa cả không cắm thì nó sẽ mờ đi. Và mọi người chỉ cần chọn chip xong này, mọi người load cái file hack của mình vào. Đấy, đây mình chọn đường dẫn đến một cái file hack của mình đây. Ok đúng không? Sau mọi người bấm auto. Đấy. Đấy thì nó sẽ là đề đàn ở đây và nó sẽ tự động reset và nó chạy. Mình có thể show cho mọi người nhìn thấy được cái đấy đúng không? Một giây này. Bây giờ mình thử là để là 5 giây đi đúng không? Cho nó lâu và nhìn xem nó chạy ok không. Build này. Và mình load lại file hack này. Auto này. Đấy, 5 giây thì khả năng chạy lâu đúng không? Đấy mọi người nhìn thấy không? Nháy lâu hơn đúng không? Ok. Thì đấy là toàn bộ về cái mọi người thấy là nạp được chương trình của mình vào vào trong con chip. Mình xin hết thì mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người comment dưới mình sẽ đáp.